Còn phố đã lên đàn, mà lên đàn phải xuống phố. Xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu. Bởi hộp số vì công việc hàng ngày chất chứa quá nhiều toàn những là vết ố. Nên vì thế tao dù có khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ, và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng Binh Boy nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show, và tao hỏi nó đang âm mưu, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hay dân chơi, mày đang giỡn hay đang bơi? 5 phút nữa tao xuống tận nơi, có mấy con gửi rủ tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buông lơi, có mấy anh em cùng đi sông hơi. Ai cũng nói Binh Boy hình chém là bất gì, 95% là sai, tụi anh đẹp trai là đúng thiệt. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Này homie ơi đừng lo vì hôm nay là thứ hai, ngồi xuống lại đây mà chiêu nào bốn người ra. Đốt là đốt nè bốn người ra. Con ghê mày nó dám lên tiếng thì tao sẽ cút đầu. Tụi trên này chẳng có mấy khi được sướng đâu. Cút để mày thì chẳng thế nào mà giống tao. Thế nên cứ về thuốc chẳng cần phải đúng sai. Chắc sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Này homie ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây về pha, về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Cái gì chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Anh xin tự giới thiệu nickname của anh là Jem. Quần đùi áo hở sexy đó chính là em. Cái xì tay đó cũng chính là em. Và những cô em thích ăn cà lem, để anh dẫn em đi thâu đêm. Rồi xong chút nữa mình đi ăn kem. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Này homie ơi quan tâm thì phi ngồi kỳ làm chi mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cái bông, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cái bông, 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 ta cùng chơi vòng tròn. Còn phố đã lên đàn, mà lên đàn phải xuống phố. Xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu. Bởi hộp số vì công việc hàng ngày chất chứa quá nhiều toàn những là vết ố. Nên vì thế tao dù có khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ, và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng Binh Boy nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show. Và tao hỏi nó đang âm mưu, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hay dân chơi, mày đang giỡn hay đang bơi? 5 phút nữa tao xuống tận nơi, có mấy con gửi rủ tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buông lơi, có mấy anh em cùng đi sông hơi. Ai cũng nói Binh Boy hình chém là bất gì, 95% là sai, tụi anh đẹp trai là đúng thiệt. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, ta cùng chơi vòng tròn. Này homie ơi đừng lo vì hôm nay là thứ hai, ngồi xuống lại đây mà chiêu nào bốn người ra. Đó
đốt là đốt là đốt nơi bốn người già. Con ghẻ mày nó dám lên tiếng thì tao sẽ cút đầu. Tụi trẻ này chẳng có mấy khi được sướng đâu. Để mày thì chẳng thế nào mà giống tao. Thế nên cứ về thuốc chẳng cần phải đúng sai. Chắc sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Chẳng là thứ hai. Này homie ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây về pha. Về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la. Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Cái gì chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Anh xin tự giới thiệu nickname của anh là Chem. Quần đùi áo hở sexy đó chính là em. Cái xì tay đó cũng chính là em. Và những cô em thích ăn cà lem. Để anh dẫn em đi thâu đêm rồi sống chút nữa mình đi ăn kem. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Này homie ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây phê pha. Về cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la. Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Còn phố đã lên đàn mà lên đàn phải xuống phố. Xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu. Bởi hộp số vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn những là vết ố. Nên vì thế tao dùng cỏ khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ. Và tao sống không có lỗ. Sống luôn đúng chỗ. Thằng Binh Boy nó đã gọi điện nó bảo là tối nay có show. Và tao hỏi nó đang âm mưu. Nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hay dân chơi. Mày đang giỡn hay đang bơi. 5 phút nữa tao xuống tận nơi. Có mấy con gửi đưa tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buông lơi. Có mấy anh em cùng đi xong ơi. Ai cũng nói Binh Boy hình chim là bất gì. 95% là sai. Tụi anh đẹp trai là đúng thiệt. Nào nào mình cùng lại đây phê pha. Phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây. Đừng lo vì hôm nay là thứ hai. Ngồi xuống lại đây mà chiêu nè bốn người già. Đốt là đốt là đốt nè bốn người già. Con ghẻ mày nó dám lên tiếng thì tao sẽ cút đầu. Tụi trẻ này chẳng có mấy khi được sướng đâu. Để mày thì chẳng thế nào mà giống tao. Thế nên cứ về thuốc chẳng cần phải đúng sai. Chắc sẽ không ngày mai ta còn ngồi với nhau. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Chẳng là thứ hai. Này homie ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mày hút đi. Nào nào mình cùng lại đây phê pha. Phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la. Chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Chỉ biết đêm nay là thiếu ngủ. Anh xin tự giới thiệu
là chim. Quần đùi áo hở sexy đó chính là em. Cái xì tay đó cũng chính là em. Và những cô em thích ăn cà lê, để anh dẫn em đi thâu đêm rồi sống chút nữa mình đi ăn kem. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai. Này hôm mi ơi quan tâm thì phi ngồi kia làm chi mày bút đi. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon. Còn phố đã lên đàn, mà lên đàn phải xuống phố. Xuống phố để dây ngố chứ không cây đầu bởi hộp số. Vì công việc hàng ngày chắc chứa quá nhiều toàn những là vết ố. Nên vì thế tao dùng cỏ khô tẩy rửa đi hết những điều thống khổ. Và tao sống không có lỗ, sống luôn đúng chỗ. Thằng Binh Boy nó đã gọi điện, nó bảo là tối nay có show. Và tao hỏi nó đang ở mô, nó nói là tao ở casino. Ai giỡn hay dân chơi, mày đang giỡn hay đang bơi. 5 phút nữa tao xuống tận nơi, có mấy con gửi đưa tao đi chơi. Vì đêm nay tao muốn buông lơi, có mấy anh em cùng đi sông ơi. Ai cũng nói Binh Boy hình chim là bất gì. 95% là sai, tụi anh đẹp trai là đúng thiệt. Nào nào mình cùng lại đây phê pha, phê cho nó hết thấy đường về nhà. Nào nào mình cùng lại đây la la, chơi cho nó hết tối nay ngủ chuồng gà. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon ta cùng chơi vòng tròn. Quăng ta cây bon, quăng ta cây bon, quăng ta cây bon ta